Anh Văn Tân và chị Mỹ Phượng. Đây đây, hôm nay là ngồi đây chứ không được bên kia đâu. Ngồi trên đây đi. Một tràng pháo tay chào đón đôi gọi là vợ chồng son. Em bị chồng em dụ ra. Dụ hả? Mệt quá ngủ rồi, chồng em ngáy cả đêm em không ngủ được. Là đêm tân hôn của em. Đêm nó ngủ em nghĩ. Cặp này kết hôn ngày 26 tháng 11 năm 2017. Hai bạn có nhớ là cái ngày mà mình ngồi trên đây mà mình hẹn hò gặp mặt nhau lần đầu tiên là ngày nào không? Em nhớ không nhầm thì là ngày 22 tháng 8. Lúc mà bấm nút hẹn hò xong đó, ngay lúc đó mình cảm thấy đối phương đó là mình có nghĩ là mình cưới không? Hay là chưa? Chỉ bấm vậy thôi. Nếu mà ngay lúc đó mà nói là cảm thấy cưới thì cũng chưa thực sự. Nhưng mà sau khi ghi hình xong đến khi em xuống và qua thời gian tìm hiểu thì khoảng một tuần em xác định là sẽ tiến tới với và em bây giờ thì em vẫn hiện đang là công tác là trợ lý quân khí của trường 3, sườn 9, quân 4 ạ. Nằm ở đâu? Đang ở Xuân Lộc Đồng Nai. Rồi, em gái, bây giờ là em đang công tác ở đâu? Dạ, cái lúc trước á, lúc mà quen chồng em thì em vẫn đang làm ở Nhân Trạch. Một khoảng cách khá xa với anh là khoảng độ gần 90 cây số. 90 cây số? Dạ. Rồi bây giờ? Dạ, bây giờ thì em theo chồng em. Theo rồi hả? Anh kiếm được công việc cho em làm hả em? Em kiếm một công ty gần đó em làm ạ. Hay quá ha. Đó quý vị thấy không? 90 cây số khoảng cách như thế, hẹn hò không là gì cả. Để ở gần bên chồng hơn, tại vì thời gian hai vợ chồng rất là ít, tại vì từ thứ hai tới thứ sáu là chồng ở trong quân đội rồi. Thứ bảy chủ nhật chồng mới về với em. Vừa cái lúc mà ghi hình á, khi cái màn mà còn vừa mới kéo lên á, em nhìn Tân lúc đó là cảm giác thế nào, nói thật đi nha. Dạ thật sự là cái hôm mà em gặp chồng em thì em không nghĩ là em sẽ cưới. Tại vì em rất là rõ ràng về cái chuyện tình cảm, ít nhất là mình cũng phải tìm hiểu nó đàng hoàng một tí, chứ không có phải là tự dưng người đi cưới nó như thế này nhanh gọn quá đâu. Nhanh gọn quá. Em có hỏi rất là nhiều điều về chồng em đó, thì đôi khi em cũng lo lắng không biết là anh có nói thật lòng hay không như vậy đó. Thì em chỉ bấm nút là ở đây tạo cho nhau một cái cơ hội để mình làm quen với nhau. Chứ cũng không ngờ là cưới. Dạ thật sự là em không có ngờ. Từ cái lúc mà bấm nút ở đây xong về là bao lâu là cái cuộc hẹn đầu tiên xuất hiện? Dạ, ngay ngày hôm đó là bọn em hẹn hò luôn. Chà, quân đội làm đánh nhanh rút gọn quá ha. Hôm đó là bọn em đi cà phê ở gần đây. Rồi sáng hôm sau là anh về, anh chào mẹ em luôn. Hả? Trời ơi. Tới cà phê thì có hai người hay là có nhiều người? Dạ, có hai người. Rồi câu đầu tiên anh nói em là gì? Dạ không, em nói. Em nói trước hả? Em nói, gì? Em hỏi cho ủa anh ơi, những điều anh nói lúc nãy là có đúng hay không? Có thật sự là vậy không? Thì lúc đó giống như là chồng em tạo niềm tin cho em vậy đó. Chồng em nói là thời gian sẽ giúp cho em hiểu là anh, những điều đó là anh nói là toàn là sự thật. Ý giống như lúc đó là một soái ca trong mắt em vậy đó. Rồi cái lúc mà hẹn đó xong đó, là cái bữa đó anh tỏ tình chưa hay là bữa khác nữa? Dạ chưa, chồng chưa, em. Chưa, em dắt về nhà gặp mẹ. Dạ, tại vì chồng nói là chồng chỉ có 2 ngày nghỉ thôi, chứ còn không mà sau cái ngày hôm nay thì phải 3 tuần nữa chồng mới được nghỉ. Thế là thôi về cho mẹ xem. Dọa em đó, chứ đúng ra ngày sau nghỉ luôn đó. Nhưng mà Tân. Dạ. Khi mà tới quán cà phê thì em nhìn vợ em nói câu đầu tiên gì em nhớ không? Nếu mà nói để tỏ tình này, tỏ tình với vợ thì em thì cũng chưa nói. Nhưng chưa mà thực sự thì bọn em thì là vợ em thì cũng qua những cái biểu hiện có lời nói của em ấy, thì vợ em cũng rất là hiểu và cảm thông em, nên là cái sự tiến tới hôn nhân của chúng em mới diễn ra nhanh như vậy. Nhưng mà cái nụ hôn đầu tiên là lúc nào? 3 tuần sau em có về thăm vợ em ở nhà một lần, và sau đó tuần sau đó thì là em có xin phép mẹ cho vợ lên đơn vị chơi. Thì tôi hỏi hôn á. Thì đó thì là đi em ăn kẻ thì là lên đơn vị mới hôn. Vâng, lên đơn vị. Nên đơn vị cuối tuần em ở lại chờ kỳ đơn vị thì mới rồi. Nhưng mà lúc mà đưa em về gặp mẹ của cổ lần đầu tiên đó. Dạ. Thì là cái nhận xét, cái phản hồi từ phía gia đình bên nhà gái đối với em là như thế nào? Theo như vợ em nói thì mẹ cũng rất là khó tính, nhưng mà khi em về thì em thấy là bình thường mà rất là quý em. Bao lâu sau thì em mới dắt cổ về gặp gia đình em? À, thực sự gia đình em thì là bố mẹ đang ở ngoài Bắc á. Đến khi cưới thì bố mẹ mới biết. À, chỉ gặp bên nhà gái thôi. Dạ. Còn nhà trai là lúc cưới. Dạ, vậy là em xin phép cưới là em xin qua điện thoại. Dạ. Nhưng mà chị vẫn thắc mắc làm gì cưới lẹ dữ vậy? À, thì có cái lý do gì không? Như em có nhớ, em có xem chị có nói, có quay một số bạn mới hỏi đến là yêu nhau 3 đến 6 tháng thôi chứ để lâu thì nó... Thì ta 3 đến 6 bọn em thì em 3 tháng mà. Từ quen nhau từ 2 tháng 8 đến 26 11 em mới cưới mà. Nhưng mà em quyết định, cái khi mà em mà quyết định cưới đó. Thì em quyết định cưới là sau khi em có quay một tháng à? một tuần, sau khi em quay một tuần thì thành cũng 3 tháng.
Nói chung lúc đó ta yêu rồi thì mấy tháng không quan trọng. Cái chuyện đám cưới á, là nó cũng có một cái lý do vui như thế này á. Em gái của em thì mới nói là chị hai, em xem bói cho chị hai á, năm nay là 26 tuổi là chị hai cưới, mà người này là do mai mối mà ra. Thực sự là em không có tin về cái điều này tới khi mà chương trình gọi và em quen chồng em, và chồng em nói ờ thôi mình cưới đi chồng. Ấy à, thì mình nói ờ chắc đây là cái duyên hay sao, đúng rồi thì bói nói năm nay mình cưới mà chắc đúng là chồng mình rồi đó. Rồi thứ hai nữa, trước khi quay là em bị cancel 2-3 lần quay lịch quay lận, thì tới lần thứ ba thì em mới gặp là chồng em. Đấy thì em nghĩ đó là một cái duyên của tụi em. Nói thêm một cái nữa là em bị chồng em dụ ra. Dụ hả? Anh dụ sao em? Dụ ra đâu? Em kể kể là dụ sao? Không phải là dụ cái gì, nhưng mà chồng em nói là nếu như mà vợ nhớ chồng nhiều thì bây giờ mình cưới nhau đi. Bây giờ khi cưới là đơn vị sẽ tạo điều kiện thời gian nghỉ của chồng nhiều hơn. Thì thay vì mình chưa kết hôn thì 3-4 tuần thì chồng mới nghỉ, mới về thăm vợ một lần. Thì bây giờ cưới thì cuối tuần là chồng về thăm vợ. Thế là lúc đó là em cũng yêu và cũng thương chồng nhiều lắm, em nói là thôi chắc duyên số rồi đó, thôi cưới đi. Đêm tân hôn có gì vui không? Đêm tân hôn của em thì nó hơi nói ra ngại quá. Nói đại đi để cho chị với anh Quyền Linh học hỏi. Hôm đó thì thực ra là đám cưới xong thì khoảng 2 giờ, bọn em là mệt lã rồi về phòng thì mình ai nấy nằm ngủ, ngủ một giấc đã rồi, xong rồi tối hai đứa đi ăn. Ăn xong về cái bánh răng là chồng em lên, chồng em nói mệt quá ngủ, và chồng em ngáy cả đêm em không ngủ được. Đó là đêm tân hôn của em ạ. Là sao? Tự em cưới buổi trưa xong ngủ nguyên buổi chiều rồi chưa đã hả? Sao vậy Tấn? Sao hai cái mà vừa mà thấy mà thăng hoa nhất em lại bỏ qua cái chuyện cầu hôn và đêm tân hôn vậy Tấn? Sao dễ quá vậy Tấn? Thì đêm nó ngủ em nghĩ. Ngủ nguyên buổi chiều chưa đã hả trời? Chưa, không phải chưa mà. Vợ em nói không phải nó hoàn thành như vậy đâu. Chứ nó sao? Thì có làm thôi. Phải có chứ sao đêm tân hôn mà không có được. Thì có. Có rồi người ta mệt ta mới ngủ, người ta ngáy quá. Dạ. Ngày cả ngày tiếp khách rồi. Còn người ta cũng có người ta mới ngủ. Chứ đâu thiếu chút. Làm anh bực mình tân quan hỏi liền chứ. Bữa khai là kho nguyên kho lựu đạn súng ống gì. Ngủ ngáy dữ lắm hả cưng? Dạ. Không, hôm nào em mệt thôi. Rồi mấy bữa sau còn ngáy không? Dạ không có đêm nào không ngáy anh. Đêm nào cũng hôm ngáy. Hôm nào mệt thôi. Dạ không, mệt không thì ngủ không được thôi. Em không biết làm gì, em lấy máy ghi âm ra, em ghi âm cho chồng em nghe. Lúc nào anh cũng nói anh không ngáy. Nhưng mà từ hôm cưới tới giờ hình như không có đêm nào là không ngáy. Nhưng mà từ hôm mà cưới nhau tới giờ là đêm nào cũng được ngủ chung hết hả? Đâu có đâu. Cuối tuần nào cũng nghỉ thì mới được ngủ chung thôi. Vẫn còn ngày bình thường thì ngày hành trình giờ hành chính, ngày thứ hai sáu ngày nào thì ngủ trong đơn vị chứ. Ủa rồi lúc mà cả tuần mà anh đi làm đó rồi em ở nhà em có buồn nhớ chồng không? Dạ nhớ chứ chị. Tại vì cái cảm giác mà mình mới cưới xong mà chồng mình nguyên một tuần từ thứ hai tới thứ sáu là ở trong kia luôn. Thứ nhất là mình cảm thấy giống như bị tủi thân vậy đó. Thì bắt đầu em mới nấu ăn, rồi em cũng kiếm việc làm thêm. Rồi khi mà nhớ chồng ấy, em cũng chạy vào trong đơn vị, em gọi chồng em ra. Rồi xong rồi hai vợ chồng cũng nói chuyện một hai câu gì đó, rồi em lại chạy về nhà. Trời, tội nghiệp quá nha. Rồi gọi điện nói chuyện qua Zalo, qua video để cho đỡ nhớ chồng. Tối anh ở trong quân đội nhưng mà vẫn được điện thoại nói chuyện hay là? Dạ, dạ. Anh trong quân đội á, tân quân đội thì kỷ luật rất khắc nghiệt lắm đúng không? Thì em có khi nào em vì nhớ vợ em về em thăm vợ em mà em bị một cái kỷ luật gì đó không? Cũng có một lần em đã bị như vậy. Thì do là em mà muốn ra ngoài á thì phải đăng ký ở ngoài á. Ví dụ đăng ký đi từ 7 giờ 9 giờ hạn thì em 9 giờ em vào hoặc là 10 giờ em vào. Còn muộn hơn so bây giờ mình đăng ký á thì chỉ huy có nhắc nhở thôi. Cũng tạo điều kiện là vợ mới thì không có trách gì nhiều á. Vợ mới tạo điều kiện, vợ cũ không tạo điều kiện hả? Thực ra là hôm đó có một cái kỷ niệm như thế này làm em rất là lo lắng với chồng em. Là tức là hôm đó là em có một cái chuyện riêng ở nhà, chồng em trong đó rất là lo. Thế là hôm đó là cũng là cái ngày trực, thế là chồng mới chạy ra ngoài một tí thôi, vừa mới chạy ra thì bị đơn vị kiểm tra. Thế là bị chồng em cũng bị nhắc nhở trước khi mọi người như vậy. Thì hôm đó thật sự em rất là lo. Thứ nhất là ảnh hưởng tới công việc của chồng, thứ hai nữa uy tín của chồng có như vậy hay không. Thì lúc đó em mới nói với chồng em thôi để vợ tự an ủi mình và không sao cả, vợ sẽ vượt qua hết tất cả, tại vì vợ đã chấp nhận như vậy. Chồng cứ yên tâm đi, không có gì cả. Là lúc đó là chồng em là chỉ biết ôm em và an ủi em là vợ hãy cố gắng như vậy thôi. Hay quá. Dễ thương quá nha. Hai chồng có kế hoạch gì nào có em bé chưa? Đến giờ em đang kế hoạch thì theo dự định của hai vợ chồng là đến năm 2019 là sẽ có em bé. Ủa em ơi, cái hôm mà mình lên đây á, mình đã nói hết tật xấu ra hết rồi.
Về có phát hiện ra thêm tật xấu nào không? Có em phát hiện ra em thêm tật xấu là ngủ là nghiến răng. Hả? Người ngáy người nghiến răng hả? Vậy cũng là xong kiếm hợp tích rồi. Vậy là hôm đó không có kể đây đúng không? Dạ đúng rồi, hôm nên hôm đó không nên quay đâu. Ủa nhưng mà em ngủ rồi em ngáy, vợ em ghi âm, rồi em ngủ sao em biết vợ em nghiến răng? Không, những lúc mà em bất chợt em tỉnh dậy á. À là em thấy vợ em ngáy, à nghiến. Nghiến răng, à. Vậy em cũng phải ghi âm. Mẹ vợ cũng có nói là vợ em ngủ có tật hai nghiến răng. Em có ghi âm lại không? Không, em không, em đâu có như vợ em đâu. Ý là nói em không có xấu gì vợ em mới ghi âm đúng không? Ý là em không cần phải như thế, bởi vì nói ra thì vợ cũng biết mà. Cái tật đó thì vợ em cũng biết, nhưng mà tại hôm đầu tiên lên quay là vợ không có nói thôi. Em kể là có phát hiện xấu gì của chồng không? Chồng em á thì vẫn có những cái tật của con trai, ví dụ như không có gọn gàng thì cái đó hơn những... Bây giờ hả? Có tắm không? Dạ, không, chồng em vẫn tắm và rồi ngày em tắm một bữa một lần. Những cái gì mà hứa nhau ở trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò về chồng em có thực thi đúng không? Dạ, hiện tại tới giờ phút này thì em hoàn toàn tin chồng em. Đó, quý vị nhìn thấy không? Một cặp đôi đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, sau một tháng họ đã quyết định tiến tới hôn nhân, và sau 3 tháng họ tổ chức đám cưới. Và bây giờ họ ngồi ở đây họ chia sẻ toàn là niềm vui không, rạng rỡ lắm, mặt ai cũng rất là tươi vui rạng rỡ. Hy vọng là đơn vị cũng sẽ tạo mọi điều kiện cho chồng với vợ được bên nhau nhiều. 2019 sẽ là có đứa con đầu lòng. Hôm nay có chỉ huy của Tân nè, mình nói chuyện luôn đi ha. Lần thứ hai được nói chuyện với anh chị, với tất cả quý vị ở trường quay, thực sự cũng vẫn cái cảm giác như trước, vẫn hồi hộp. Ước gì mình lại được như thế như ngày xưa, tôi đăng ký liền. Mà đặc biệt tôi đã rất khoái đăng ký Muốn Hẹn Hò với chị Cát Tường cơ. Tôi không trực tiếp quản lý như bản thân, nhưng tôi quản lý những người khác cũng như bản thân. Thế thì đối với chương trình thì đối như thế này thì chúng tôi rất là vui, bởi vì chương trình đã đem đến rất nhiều những nguồn lực, những động viên, và đặc biệt là để cho tìm được cái bạn đời của mình là cái chỗ dựa rất lớn về tinh thần, để cho những người cán bộ như Tân và những người như chúng tôi yên tâm công việc để tập trung vào hoàn thành cái nhiệm vụ của mình được giao. Xin cảm ơn chương trình, đặc biệt là cảm ơn thủ trưởng cấp trên đã phối hợp với chương trình, và cảm ơn hai chị anh Quyền Linh và chị Cát Tường, ông Mai và Mai, những người tác hợp cho những đôi như thế này được thành công. Dạ, cảm ơn anh ạ. Đơn vị chúng tôi là đơn vị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nó rất là ngặt nghèo về thời gian, không có thời gian đâu em. Đừng có nói rằng ngày nào anh cũng đến được với em, đừng có nói rằng tuần nào anh cũng được về với em. Như tôi bản thân một tháng được về 3 tuần 3 lần thôi, vào ngày thứ bảy chủ nhật, còn một tuần vẫn phải trực chứ không phải được tròn cả 4 tuần đâu. Đó là quy định chung, và đặc biệt là những người bạn đời như bạn Phượng đây thì cần phải hiểu hơn. Hôm nay đi trên xe tôi có nói với bạn Phượng á, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, còn nhiều vấn đề xảy ra và còn nhiều cái, và em cứ phải xác định cho rõ ràng là một mình nuôi con. Mở mắt ra cũng thấy một mình với con, đến tối về, đến trưa về cũng thấy một mình với con, đến chiều về cũng thấy một mình với con. Cực kỳ có những lúc phải đi xuống, nhưng đó là niềm tin để mình hướng tới. Hy sinh cho chồng là hy sinh tất cả. Khi bạn Tân có vi phạm gì chăng nữa thì trong đơn vị chúng tôi hiểu, không phải là lấy cái kỷ luật sắt để mà cứ vậy là kỷ luật bạn Tân hay kỷ luật gì, nhưng muốn nhắc nhở rằng là mình phải hài hòa giữa đơn vị và gia đình, giữa gia đình với đơn vị để được cả đôi bên. Chỉ mong hai em hãy cố gắng sắp xếp công việc gia đình và sắp xếp của chính công việc của đơn vị để làm sao để hoàn thành được nhiệm vụ của mình, và luôn nhớ rằng là chồng giận thì vợ phải bớt lời, cơm sôi thì bớt lửa, cho đời thêm vui. Cố gắng nha, còn nhiều trong gai phía trước ha. Hai vợ chồng nắm chặt tay nhau. Quá, vẫn như ngày đầu. Chúng tôi muốn nụ hôn nó trở lại. Tuyệt vời. Ngày đầu tiên các bạn cũng hôn nhau như thế, trong cái sự rụt rè, trong cái sự e thẹn. Lần thứ hai chúng ta đến đây, chúng ta hôn như chưa không có ai ở đây hết. Anh cảm phục cái tinh thần của Phượng ở đây, bởi vì yêu một người lính là chấp nhận cái hy sinh. Như đồng chí chỉ huy vừa mới nói, yêu chiến sĩ quân nhân chuyên nghiệp thì cũng phải có một cái điều gì đó, phải bản lĩnh. Như nãy giờ anh kể, em kể cho anh nghe thì thực sự tụi anh cũng rất là cảm động trước cái tình của em đối với chồng em. Anh nghĩ rằng cũng không có gì quan trọng là tình yêu có đủ lớn, đủ thăng hoa để chúng ta vượt qua những điều đó hay không. Chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn anh chị ạ. Khi nào có cháu thì báo tin cho ông hai bà mối biết nhé. Dạ, dạ. Rồi cảm ơn hai vợ chồng rất là nhiều. Nay 10 giờ. Ngày mai 10 giờ. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng lúc đang nghỉ lễ giữa năm 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Chương trình kết nối những trái tim đang tìm một nửa mảnh ghép của nhau, và hy vọng rằng với sự kết nối của Ngọc Lan, Quyền Linh,
chúng ta có thể thấy được hạnh phúc của họ. Và mong rằng một ngày sớm nhất họ sẽ thông báo tin vui chúng tôi. Và rất nhiều cặp thông báo tin vui. Có con đi đâu thì quý vị nha, chúng tôi rất là vui mừng vì đó. Và ngày hôm nay Quỳnh Linh Ngọc Lan tiếp tục kết nối cặp đôi nào đây, mời quý vị cùng theo dõi. Chúng ta cũng cảm ơn nhãn hàng Toshiba Việt Nam. Toshiba Việt Nam bay bay qua 8 giờ về nay quay cho. Và bây giờ chúng ta hãy đến với cặp đôi đầu tiên. Ngày mai 10 giờ. Rất vui khi được gặp lại nhà gái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ bảy và 20h30 thứ hai hàng. Mời cô gái ngồi. Thưa quý vị, chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Chương trình kết nối những trái tim đang tìm một nửa mảnh ghép của nhau và hy vọng rằng với sự kết nối ngồi của Quyền Linh, chúng ta có thể thấy được hạnh phúc của họ. Và mong rằng một ngày sớm nhất họ sẽ thông báo tin vui chúng tôi. Và rất nhiều cặp đã thông báo tin vui, có con, có cái rồi quý vị nha. Chúng tôi rất là vui mừng vì đó. Và ngày hôm nay Quỳnh Linh Ngọc Lan tiếp tục kết nối cặp đôi nào đây, mời quý vị cùng theo dõi. Chúng ta cũng cảm ơn nhãn hàng Toshiba Việt Nam. Toshiba Việt Nam chất lượng Nhật Bản đã tài trợ thực hiện chương trình. Và bây giờ chúng ta hãy đến với cặp đôi đầu tiên. Làm gì cảnh? Khách sạn như em làm gì? Xin mời nhà gái. À, giám sát quản lý này kìa ha. À, cũng làm sếp luôn chứ bộ. Hoàng Văn Cảnh, 32 tuổi, quản lý khách sạn, sống ở quận 1, quê ở Nghệ An. Rồi, mời bạn gái của chúng ta. Ngồi đi em trai. Diệp ở Bến Tre là ở huyện nào Diệp? Huyện Ba Tri. Rồi bên đây là mình đang ở quận mấy vậy? À, Bình Thạnh hả? Bình Thạnh xuống Bến Tre cũng xếp gì mấy nha. Quang Văn Cảnh 32 tuổi. Rồi bây giờ mình nói cho nhà gái biết ưu điểm khuyết điểm của mình đi nè. Rồi mời bạn gái của chúng ta. Không uống rượu là tốt rồi đó. Sao vậy? Thì chút xíu thôi, không sao đâu, người ta cũng hiểu mà, không vấn đề gì nữa. Còn điểm yếu là gì? Diệp ở Bến Tre là ở huyện nào Diệp? À, điểm yếu vậy đó hả? Không uống rượu là điểm mạnh đó chứ. Không phải điểm yếu đâu nha. Đang ở quận mấy vậy? Điểm gì mà mạnh nhất nè? Bình Thạnh hả? Bình Thạnh xuống Bến Tre cũng không xa gì mấy nha. Đi cao tốc thì sẽ cũng nhanh thôi. Quyết đoán. Rồi bây giờ mình nói cho nhà gái biết ưu điểm khuyết điểm của mình đi nè. Hiện nay sống Bình Thạnh với ai? Một mình ở nhà trọ đúng không? Rồi bao lâu thì mới về Nghệ An một lần? Một năm về một lần. Sống ở trong đây có một mình thôi. Không uống rượu là tốt rồi đó. Sao vậy? Mời nhà gái. Rồi nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi con. Thì chút xíu thôi, không sao đâu, người ta cũng hiểu mà, không vấn đề gì nữa. Còn điểm yếu là gì? À, điểm yếu vậy đó hả? Không uống rượu là điểm mạnh đó chứ. Không phải điểm yếu đâu nha. Điểm gì mà mạnh nhất nè? Quyết đoán. Rồi hiện nay sống Bình Thạnh với ai? Một mình ở nhà trọ đúng không? Rồi bao lâu thì mới về Nghệ An một lần? Thôi thiệt thòi, cái này chị hiểu mà. Nhà giáo nữa cho nên là sống ở trong đây có một mình thôi, nên thành ra là em hơi khó đúng không? Nhưng mà không sao, những người như vậy thì sau này có con á, dạy con hay lắm. Nhà gái. Rồi nhà gái nói về ưu điểm. Nhà gái bên đây cũng đơn giản lắm. Nhà giáo cho nên sẽ có những cái nguyên tắc của ngành giáo dục, cho nên là đâm ra là có những lúc nó sẽ hơi khó một chút xíu. Không sao, bên đây ta làm giám sát ta còn có nguyên tắc khó hơn nữa đó. Cũng không sao đâu. Bây giờ em trai, em muốn tìm một nửa không? Bây giờ mình nói đường tình duyên trước đi. Tình duyên em sao nè? Ba mối đó hả? Mối dài nhất là bao lâu? Mối ít nhất là bao nhiêu năm? Thôi thiệt vậy thôi. Là mối kia là mấy năm? Cái này chị hiểu mà. Nhà giáo nữa. Vậy là 8 năm yêu đương rồi đó. Kinh nghiệm nhiều lắm đúng không? Em hơi khó. Nhưng mà tại sao cái mối 5 năm đó mình yêu lâu rồi mình chia tay? Sau này có con á, dạy con hay lắm. Rồi nhà gái bên đây cũng đơn giản lắm. Nhà giáo cho nên sẽ có những cái nguyên tắc của ngành giáo dục, cho nên là đâm ra là có những lúc nó sẽ hơi khó một chút xíu. Sao bên đây ta làm giám sát ta còn có nguyên tắc khó hơn nữa đó. Cũng không sao đâu. Bây giờ em trai, em muốn tìm một nửa không? Bây giờ mình nói đường tình duyên trước đi. Tình duyên em sao nè? Chưa ổn định. Rồi bạn đó giờ còn Ma Cao hả? Ba mối đó hả? Mối dài nhất là bao lâu? Mối ít nhất là bao lâu? Rồi thôi bỏ qua luôn ha.
Vậy là cũng có mối kia là mấy năm? 8 năm yêu đương rồi. Vậy là 8 năm yêu đương. Bây giờ mình sẽ có kinh nghiệm để đến cái mối tình này cho nó chắc chắn luôn nha. Em ở Macau bao nhiêu năm? Yêu lâu vậy mình chia tay vậy? 7 năm ở Macau. Wow. Như vậy là có nhiều cái kỹ năng sống, nhiều kinh nghiệm, 4 sống lắm đây. Mời nhà gái. Rồi nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi? Chia sẻ cho chị Lan biết coi. Dạ, em thống nhất từ trải qua 4 mối tình rồi. Vậy mà nãy bên kia ta nói ta 3 mối tình mà bả làm gì nữa. tại vì em thấy bạn chia sẻ là mối tình của bạn. Chưa ổn định. Là 5 năm rồi, trên 3 năm. Rồi bạn đó giờ còn Macau hả? À có người mới rồi, thôi bỏ qua luôn ha. Vậy là cũng có 8 năm yêu đương rồi. Bây giờ mình sẽ có kinh nghiệm để đến cái mối tình này cho nó chắc chắn luôn nha. Em ở Macau bao nhiêu năm? 7 năm ở Macau. Như vậy là có nhiều cái kỹ năng sống, nhiều kinh nghiệm, 4 sống lắm đây. Mời nhà gái. Rồi nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi? Chia sẻ cho chị Lan biết coi. Em còn học đại học nên còn hơi nhát nên là chưa có chủ động gì. Vậy mà nãy bên kia ta nói ta 3 mối tình mà bà làm gì đó. Mối tình xa hơn. Mối tình ôm ai rồi ha. Rồi những cái câu chuyện tình sau này nó cũng không có gì sâu sắc hết đúng không? Có gì sâu sắc không? Sâu sắc thì cũng không có. Tại vì là em có quen trong nhóm rồi cảm mến nhau thôi. Bên cũng không đổi. Rồi bây giờ thí dụ mà mình có một người bạn trai khác nè, một người bạn trai mới nè, một cái mối tình kế tiếp của mình nè, thì mình mong muốn người đàn ông đó sẽ như thế nào? Em muốn bạn trai em là phải cao 1m7 trở lên ha. Cao 1m7 chờ chị xíu. Chào nhà trai. Xém 1m7 rồi. Được 1m7 không? Hả? Xém thôi. Xém rồi. Không sao, mang dài vô. 1m7, 1m8 ăn thua gì. Dễ thương lắm. Chị qua chị nhìn cái là chị thấy chị ưa liền. Ơi, ta đi nước ngoài 7 năm. Ta không lấy vợ nước ngoài, ta về Việt Nam ta lấy là hay lắm rồi đó. Cái gì nữa? Rồi bây giờ thí dụ mà mình có một người bạn trai khác nè, một người bạn trai mới nè, một cái mối tình kế tiếp của mình nè, thì mình mong muốn người đàn ông đó sẽ như thế nào? Chị nghĩ bạn này có 7 năm kinh nghiệm sống ở nước ngoài, sống với rất là nhiều người. Không, tức là cái môi trường mình được tiếp xúc với là nhiều người trong xã hội. Nhiều người chứ không phải sống với nhiều người. Nhiều người ở nhiều nước khác, nhiều khi ở đó người ta chưa sống với ai hết. Mình ở chung với lại bạn rồi sao, mà tập thể sao. Nó nhạy cảm, nó khó hiểu. Thì tôi nói hơi khó hiểu chút thôi, nhưng mà tôi nghĩ ông hiểu mà. Không có người hiểu người không. Nhưng mà ông hiểu tôi là được rồi. Ta đi nước ngoài 7 năm. Thì tôi biết là nhiều người hửi mà hiểu. Hửi là hay lắm. Hửi là sao? Nhiều người hửi sao lại hiểu? Ai hửi ai? Được chưa? Làm cái gì mà nói khó hiểu. Nói cho chưa dễ rồi hiểu. Đó bụng. Rồi gì nữa em? Bên kia là kinh nghiệm sống với lại bạn này có 7 năm kinh nghiệm. Kỹ năng sống là nhiều lắm cho nên là chị nghĩ là vấn đề tâm lý thì không quan trọng lắm đâu. Không, ý là sống với nhiều. Không, tức là cái môi trường mình được tiếp xúc với là nhiều người trong xã hội. Nhiều người chứ không phải sống với nhiều người. Nhiều người ở nhiều nước khác, nhiều khi ở đó người ta chưa sống với ai hết. Mình ở chung với lại bạn rồi đồ, sao? Đồ dữ lắm hả? Thế sao? Nó nhạy cảm, hơi khó hiểu. Thì tôi nói hơi khó hiểu chút thôi, nhưng mà tôi nghĩ ông hiểu mà. Không có người hiểu người không. Nhưng mà ông hiểu tôi là được rồi. Không phải để nhiều người hiểu. Thì tôi biết là nhiều người hửi mà hiểu. Nhưng mà tức là thích uống bia thì về uống với em. Hửi là sao? Nhiều người hửi sao lại hiểu. Ai hửi ai? Được chưa? Làm cái gì mà nói khó hiểu. Nói cho chưa dễ rồi hiểu. Đó bộ. Bên này không có nhậu, yên tâm đi. Bên rồi, này rất là tâm em. Lý luôn. Bên bởi kia người ta dùng sao cũng có kinh nghiệm 8 năm yêu đương rồi. Kỹ năng sống là nhiều lắm cho nên là chị nghĩ là bây vấn đề tâm lý thì bên không quan trọng đâu. Bên nhà gái đưa 3% đó mình được bao nhiêu tâm phần trăm lý không mệt lắm á, ổn không? Rồi ta nữa. Xém thôi, xém thôi. Đừng có thiếu tự tin như vậy, chiều cao nó cũng không quan trọng lắm. Tự tin đúng không? Ừ, được. Đồ dữ lắm hả? Thích người phụ nữ thế nào? Đạo đức. Thời gian đó để mình ở nhà mình tâm sự với bạn gái của mình thì đừng có lấy vậy thôi đúng không? Quá đơn giản. Tức là thích uống bia thì về uống với em đúng. Tại người đàn ông làm cho tao không chung thủy thôi. Đúng người không? Ta nhà giáo nữa thì người ta đạo đức là phải để hàng đầu. Ai cũng chung thủy, vấn đề do người đối phương gọi là vô tình làm người ta không có nhậu, yên tâm đi. Cố tình vô tình không biết. Nhưng tại người đối phương người ta dù sao cũng có kinh nghiệm 8 năm. Thôi được rồi. Tôi thấy vậy cũng ổn. Bây giờ mình cho gặp người thân nhà gái đúng. Nhà gái đi với ai cơ? Em trai. Dạ chào thấy chị. Đừng có thiếu ha. Tự tin như vậy, chiều cao nó cũng không quan trọng lắm. Không? Thấy chị nổi ghê không? Ừ, được. Bây giờ mình thích người phụ nữ thế nào? Thưa chị. Đạo đức. Được thôi đúng không? Quá đơn giản, phụ nữ ai không chung thủy. Đúng.
Tại người đàn ông làm cho tao không chung thủy thôi. Đúng không? Nhà giáo nữa thì người ta đạo đức là phải để hàng đầu. Ai cũng chung thủy, vấn đề do người đối phương gọi là vô tình làm người ta không chung thủy thôi. À, giờ chị thấy mình không biết. Em dễ tương lai thấy được không? Thôi được rồi, thấy được gì cũng ổn. Bây giờ mình cho gặp người thân nhà gái được không? Đúng, nhà gái đi với ai cơ? Dạ chào chị. Chị ruột ha. Nãy thấy chị dễ thương không? Thấy chị nổi ghê không? Chào dạ. Chị. Chị có yêu cầu gì thêm không? Trời ơi. Dạ. Bà chị tuyệt vời. Cảm ơn chị. Rồi nhà trai mình đi với ai cưng? À, em gái thấy vậy đó. Em gái thấy sao nè? Thấy được không? Thấy chị dâu tương lai ngồi bển được không? Về Bến Tre ở được không? Chị có yêu cầu gì thêm không? Ơi. Dạ. Bà chị tuyệt vời. Cảm ơn chị. Rồi, nhà trai mình đi với ai cưng? À, em gái em rể đó. Em gái thấy sao nè? Thấy chị dâu tương lai ngồi bển được không? Về Bến Tre ở được không? Cảm ơn em. Cảm ơn nhà trai, cảm ơn nhà gái luôn. Nhà trai nhà gái hôm nay tuyệt vời quá. Bây giờ sao? Bây giờ mở rào thôi. 2, 3. Mở rào. Tấn công. Qua qua. Và cáp rồi. Cảm ơn em. Cảm ơn nhà trai, cảm ơn nhà gái luôn. Nhà trai nhà gái hôm nay tuyệt vời quá. Bây giờ sao? Bây giờ mở rào thôi. 2, 3. Mở rào. Tấn công. Qua qua. Và cáp rồi. Rồi, hai bạn ngồi đối diện với nhau nói chuyện đi nào. Để cái gói quà lên đây bạn. Đây chị cầm cho. Rồi, hai bạn ngồi đối diện với nhau nói chuyện đi nào. Để cái gói quà lên đây bạn. Đây chị cầm cho.